Tôi nghĩ là cái khác biệt nó đến từ một số nguồn. Cái khác biệt đầu tiên tôi nghĩ đó là trường chính sách công và quản lý Fulbright có một cái sự tiếp xúc và tương tác rất mật thiết với các nhà làm chính sách. À, tôi biết là có một số trường chính sách công khác thì họ có tính chất kinh viện nhiều hơn, hoặc thậm chí là vì nhiều lý do khác nhau họ bị giới hạn trong việc thảo luận các vấn đề chính sách. Thế thì trường chính sách công Fulbright đến thời điểm này chúng tôi có thể tự hào mà nói là rất nhiều vấn đề chính sách quan trọng nhất của Việt Nam là chúng tôi có nghiên cứu và chúng tôi có thảo luận chính sách trực tiếp với các cộng đồng các nhà làm chính sách cũng như là các nhà chính trị của Việt Nam. Và điều đó cho thấy là trường Fulbright tự nhúng mình vào trong môi trường chính sách và chính trị của Việt Nam. Nó không đồng hóa nhưng nó trở thành một người quan sát gần gũi và cận cảnh với các vấn đề chính sách. Và với những cái kinh nghiệm như thế thì nó có thể góp ý thảo luận chính sách cũng như là có thể tạo ra các cái kinh nghiệm và truyền đạt lại các kinh nghiệm đối với các quốc gia khác. Thì tôi nghĩ đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa đó là cũng xuất phát từ cái quan hệ với trường đại học Harvard trước đây. Khi mà chúng tôi bắt đầu khởi thủy thì chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright là dự án hợp tác giữa trường đại học Harvard và cụ thể là trường chính sách công và quản lý Harvard Kennedy School cùng với trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì với cái nguồn lực từ bên Harvard, chúng tôi là một cái cầu nối giữa những nghiên cứu có chất lượng và tiêu chuẩn cao nhất ở Harvard cộng thêm với vấn đề thực tiễn và các cái thực tế về chính sách, về chính trị, về xã hội Việt Nam. Chúng tôi là cầu nối cho hai cái một bên là có khung khổ lý thuyết và phương pháp, một bên là có bài toán cần phải giải. Chúng tôi đứng ở giữa làm cầu nối. Thì chính cái cầu nối này giúp cho tôi một mặt là luôn luôn đối diện với các bài toán thực tế. Cái mà tôi hay gọi là proximity, tức là sự gần gũi của trường Fulbright với các bài toán chính sách thực tiễn, nhưng đồng thời chúng tôi vẫn tiếp được cái nguồn sinh lực cũng như là các phương pháp mới từ Harvard. Thì đấy tôi nghĩ là những cái đấy là một cái vị trí tương đối đặc biệt, tương đối là unique, tương đối là độc đáo. Tôi nghĩ đấy là vị trí tương đối độc đáo của trường chính sách công và quản lý Fulbright trong quá trình là đưa những kiến thức có tính lý thuyết, nghiên cứu và kinh nghiệm trở thành những thông điệp chính sách mà chính phủ có thể thực hiện được.